Quán Vú Heo Hai Cô Gái trên đường Vĩnh Khánh, quận 4 có tuổi đời khoảng gần 6 năm, luôn tấp nập khách ra vào bởi hương vị hấp dẫn và mức giá rất sinh viên. Được biết chủ quán sau khi tốt nghiệp đại học đã không đi làm mà ở nhà mở quán vì quá yêu thích món ăn này. Nghiên cứu lại cái món này nên suy nghĩ ra món, tự suy nghĩ. Thường thì mình như mình lấy chỗ sỉ á, mình phải đặt trước, giống như là đặt trước để người ta giao cho nhà cho mình á. Mình lấy chỗ lớn uy tín á, nên mình thì bán khách cho sinh viên không mà. Quán lấy tên là Hai Cô Gái vì thời gian đầu chị Quỳnh mở quán cùng một người bạn, nhưng chị bạn đã đi lấy chồng không còn tham gia bán nữa. Hiện tại chị Quỳnh được chị gái và cả gia đình giúp sức để duy trì quán. Mẹ có nước không? Mẹ cần con bốn vú một đậu mẹ. Được rồi. Chị có vú heo, đồ mề gà nướng, xúc xích, hồ lô, đồ chiên, đồ nữa. Trung bình là 4 giờ chị mới bán khoảng tầm cỡ 8 rưỡi là chị hết nhận khách rồi. 9 giờ tối đa là chị nghỉ rồi, tại giờ đó là chị hết rồi đó. Khách cũng quen cái giờ luôn rồi. Vì quán khá đông nên chuyện thực khách phải chờ thường xuyên xảy ra. Đó cũng là lý do có người đã nhận xét quán Vú Heo Hai Cô Gái tuy nhỏ mà chảnh. Tôi chỉ thấy mấy bàn thôi à, nhìn mặt bàn không có, lại bán chủ yếu cho sinh viên thôi, nên khi mà mình ta lại mà mình không có nhận khách vô, mình bắt người ta ngồi đợi gần cái tiếng đồng hồ luôn, xong người ta giận ta bỏ đi, không phải vậy không có chảnh, mà là mình nói ta rõ ràng, chị ơi nửa tiếng nữa mới có ăn nha, người ta chấp nhận vô ta đợi thì mình phục vụ người ta thôi, còn người vô đợi xong mình không nói gì trơn á, vô đợi xong mà cái giận ta bỏ đi luôn. Thế lên mạng ta nói quán này bán chảnh, nhỏ mà chảnh.